Còn bây giờ hành giả vẫn bị xoay chuyển bởi các cảnh giới trong ngũ uẩn, không những anh ta chưa chứng được quả vị thứ tư của hàng A La Hán mà còn chưa chứng được quả vị đầu tiên, một vị A La Hán chứng được sơ quả có thể đi mà chân không chạm đất, chân của vị A La Hán ấy cách mặt đất nửa phân, thế nên vị ấy không bao giờ để lại dấu vết bất kỳ nơi đâu ngài đến, đó là nhờ ngài đã đoạn trừ sạch 88 phần kiến hoặc Kiến hoặc là khi đối cảnh tâm khởi dậy tham ái, khi hành giả chứng quả rồi thì nhãn quán hình sắc nội vô hữu nhĩ thính trần sự tâm bất tri Nghĩa là mắt thấy hình sắc lòng không động, tai nghe việc đời lòng rừng rưng người mà thấy mọi việc đều là không thì lòng không còn chấp trước thế mới biết tại sao hành giả bị tàu hỏa nhập ma thật ra thì chẳng có ma nào nhập vào và chẳng có lửa nào bén được tư hoặc có nghĩa là tâm mê mờ đạo lý khởi niệm phân biệt các vị thánh khi chứng được quả vị thứ hai thứ ba mới đoạn trừ được tư hoặc nếu có người đoạn trừ được tư hoặc trong khi tu tập phá trừ ngũ ấm liệu có còn vọng tưởng tính toán suy lường nữa không liệu anh ta có còn các niệm phân biệt khi tham cứu đạo lý nữa hay không hoàn toàn không lúc ấy hành giả có thể tiếp nhận vài vấn đề và giải quyết dứt khoát ngay khi cần phải phân biệt tính toán về sự việc thì tất cả vọng tưởng đều đến từ thức tức của người ấy thường khỏi phân biệt dù chỉ là chi tiết rất vi tế. Không những anh ta chưa chứng được quả, mà còn chưa lên được cõi trời phi phi tưởng nữa. Vì sao vậy? Vì anh ta chưa thấy suốt được thân thể mình và chưa buông xả được thân ấy, anh ta vẫn còn đi quanh quẩn trong vòng luân hồi, dụng hết năng lực để công phu trong cái túi da tồi tệ ấy quý vị có nghĩ rằng hành giả phá được ngũ ấm rồi thì sẽ chứng được quả vị gì chăng phá được ngũ ấm là đoạn đường phải đi qua và hành giả đang đi trên lộ trình ấy tất cả quý vị nên nhận thức rõ ràng việc này đừng có như vô văn tỷ khiêu nhận lầm quả vị thứ tư của hàng a la hán là cõi trời tứ thiền một hành giả khi đã phá vỡ được ngũ ấm rồi thì chỉ đang ở mức độ sơ thiền hoặc nhị thiền, anh ta vẫn chỉ đang ở mức khởi đầu của việc tu hành, anh ta chỉ vừa mới khởi hành mà thôi. Quý vị không nên nhận lầm học sinh lớp 1 với sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng những thần đồng có những tiến bộ rất nhanh trong tu tập không phải là nhiều thực vậy trường hợp ấy rất hiếm quý vị phải hiểu rất minh bạch về giáo pháp tôi không muốn nói vấn đề này sớm vì muốn xem trí tuệ của quý vị phát triển đến đâu nếu một người không đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc làm sao họ chứng quả được điều ấy không thể nào có